Ngày 7 tháng 6, thông tin từ Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đơn vị đang tạm giữ, củng cố hồ sơ và xử lý hai người hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội khi đang tác nghiệp. Thông tin ban đầu, ngay khi vụ việc xảy ra, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ một người, người còn lại bỏ trốn đã ra trình diện. Trước đó vào lúc 14:25 chiều ngày 6 tháng 6, khi nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chuẩn bị triển khai máy để ghi hình việc mua bán quạt tích điện tại khu vực vỉa hè trước cửa hàng quạt điện số 19 Đông Các, khu vực ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thì một số người đã xông ra lớn tiếng quát mắng, túm quả áo và đạp ngã phóng viên. Sau đó có thêm một người khác từ cửa hàng gần đó cũng tham gia hành hung. Khi có người can ngăn và phóng viên tên C đã nằm trên lòng đường, hai người này vẫn tiếp tục hung hăng đấm đá phóng viên. Thậm chí khi phóng viên được đồng nghiệp đưa lên xe ô tô của đài, đối tượng này vẫn theo xe và uy hiếp. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các phóng viên đã trình báo cơ quan công an và đưa anh C vào bệnh viện cấp cứu điều trị do bị đa chấn thương. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đã đề nghị các cơ quan chức năng xác minh làm rõ sự việc và xử lý nghiêm hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của những người hành hung nhà báo xảy ra ở khu vực trước cửa hàng số 19 phố Đông Các. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cũng thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhà báo khi đang tác nghiệp đúng quy định của pháp luật. Ngày 7 tháng 6, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 12 đối tượng là Quy sinh năm 2003 và T sinh năm 1999 để điều tra về làm rõ hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trước đó vào ngày 12 tháng 5, anh T trú tại huyện Hải Hà có đơn gửi cơ quan công an huyện Hải Hà trình báo về việc con gái mình bị hai đối tượng hiếp dâm. Theo trình báo, từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, con gái anh T là cháu L sinh năm 2010 đã nhiều lần bỏ nhà đi và bị hai đối tượng tên Quy và T quan hệ tình dục nhiều lần. Sau khi tiếp nhận trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hải Hà đã vào cuộc xác minh, điều tra và triệu tập các đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 12 năm 2022 thông qua mạng xã hội có quen biết với cháu L và đã nhiều lần rủ cháu tới nhà nghỉ trên địa bàn huyện Hải Hà để quan hệ tình dục. Căn cứ lời khai của các nghi phạm của bị hại, kết quả giám định của cơ quan pháp y tỉnh Quảng Ninh, cơ quan đã điều tra công an huyện Hải Hà đưa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với T và Quy về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại khoản 2 điều 142 bộ luật hình sự, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Ngày 7 tháng 6, công an huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc đang điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 thanh thiếu niên thương vong trên địa bàn huyện. Theo nhà chức trách, vào khoảng 21:30 ngày 6 tháng 6 tại km 31+900 TL305 tổ dân phố Văn Sơn thị trấn Lập Thạch đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe máy mang biển kiểm soát 88D1259 do K sinh năm 2006 trú ở huyện Lập Thạch điều khiển, chở theo hai người là T sinh năm 2006 và Quy sinh năm 2007 đi theo hướng từ Sơn Lôi đi thị trấn Lập Thạch. Xe máy mang biển kiểm soát 23E1234XX do P sinh năm 2005 điều khiển, chở theo hai người là D sinh năm 2003 và M sinh năm 2005 đi theo hướng ngược lại. Hai xe đã có cú tông trực diện quá mạnh khiến hai thanh thiếu niên điều khiển là K và P tử vong tại chỗ, các nạn nhân còn lại bị thương được người dân đưa đi cấp cứu. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, công an huyện Lập Thạch đã phong tỏa hiện trường, đồng thời lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.